Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Trong video này, em xin phép cập nhật cho quý cô bác anh chị và các bạn mình về cái dự án là Shirabank anh chị. Đầu tiên là cái cách chúng ta làm cái đồng ST hàng ngày. Cái điều quan trọng cái thứ hai em muốn chia sẻ mà tất cả các cô bác anh chị mình đang đang chưa biết cách vào ha, là cái link để chúng ta vào, chúng ta KC. Tại vì giai đoạn gần đây á, em thấy có nhiều anh chị nhắn tin hỏi em cũng như trên cộng đồng là cái cách KYC và không biết vào bằng cái link nào để được KYC ha. Và một số thông tin liên quan thì cô chú anh chị nào mình chưa KYC, chúng ta vào, chúng ta KYC và chúng ta KYC rồi mà chúng ta vào chúng ta check xem được việc chưa thì chúng ta cũng vào luôn anh chị ha. Hiện tại á, cái dự án Shirabank này đã đến giai đoạn nước rút rồi, khả năng cao là mainnet rất là sớm trước năm 2024. Bây giờ nè, những anh chị nào mà chúng ta đang vào cái app á, là theo như dự án họ nói là cái app hiện tại không vào được, nhưng bên cạnh đó một số cái dòng điện thoại em thấy anh chị vẫn vào app và vẫn khai thác được bình thường nha đó. Nhưng mà em á, là hiện tại em chỉ có là khai thác được trên web thôi, chứ trên app là em không có vào được, nên là em đã xóa rồi ha. Khi nào mà cái app họ update, tức là họ cập nhật xong thì hoạt động được, thì chúng ta có thể vào, chúng ta update lên hoặc là chúng ta tải để chúng ta khai thác tiếp anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ vào trong cái web trước để em chia sẻ một số thông tin nè. Khi anh chị nhấp vào cái link nó, thường nó sẽ ra cái link này nè, sirachain.com nha. Đó là cái link này, nên là chúng ta vào đây chúng ta không biết KC chỗ nào, tại vì cái link này đâu phải là cái link để cho chúng ta KC anh chị. Rồi anh chị thấy nè, ở đây của em nó còn 11 giờ 04 phút 14 giây, tức là thời gian đó em sẽ vào em làm. Ở đây thì có các cái mục này thì em cũng đã chia sẻ rồi ha. Anh chị thấy nè, ở dưới đây nè, cái trạng thái KC là anh chị KC thành công á, là có cái chữ đã xác nhận. Bên phải là cái lượt giới thiệu, đây là cái ngày tham gia chúng ta đăng ký dự án của em này ha. Anh chị sẽ có ngày khác nha, tại vì mà thông thường anh chị sẽ tham gia cùng ngày này với em nếu mà chúng ta tham gia những ngày đầu á. Rồi dữ liệu ngoại chủ thì ở đây em, từ lúc em vào cái web này là em làm được 22 cái đồng ST nè. Tổng số sự kiện tức là em đã làm 11 lần, một lần 2 thì em được 22 lần anh chị ha. Hết hạn vào lúc ngày 1/4/2024 thì cái này em cũng chưa nắm rõ. Rồi dữ liệu màn thử nghiệm thì ở đây tổng số em hiện tại đang có là 682 cái đồng ST. Đây là cái đồng mà em làm solo nha. Sự kiện là em tham lam được 340 lần, phần thưởng thì 2. Thì cái này nó cơ bản như vậy. Ở dưới đây á, là cái quy trình ở đây chúng ta đã đi được đến bước thứ 5 rồi, giai đoạn thứ 5 rồi. Chúng ta còn tạo khối Renesis là cái khối đầu tiên của cái chuỗi á, năm nay như vậy đó anh chị ha. Rồi tạo thuật toán chuyển từ testnet sang mainnet, xác minh P2P, tính giá, trao đổi mã thông báo xác thực sang Shiracoin. Thì cái này họ sẽ update cập nhật trong thời gian tới, chúng ta chờ đợi anh chị. Rồi đó là thông tin liên quan nha. Ở đây một cái nữa nè, em nhắc thêm rồi chúng ta làm chi tiết cho anh chị nắm. Chúng ta vào cái hình đại diện phía trên bên phải nữa, ở trên nè, ở đây có cái chữ hồ sơ. Cô bác anh chị mình nếu vào đây á, mà cái chỗ mà vị trí hiện tại nó không có cái chữ Việt Nam á, thì chúng ta nhấp vào cái biểu tượng đi xuống nè, chúng ta cài đặt cho em cái vị trí mình đang ở nha. Việt Nam thì chọn Việt Nam. Cái tiểu sử này một số cô chú anh chị hỏi em á, là ghi cái gì thì anh chị giới thiệu cơ bản, ví dụ anh chị họ và tên anh chị nè, anh chị đến từ đâu, anh chị nam hay nữ, là bao nhiêu tuổi, hay là anh chị là làm việc gì năm nay, như vậy thôi anh chị, cơ bản thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi cái link mà chúng ta cần phải vào để KC nè. Đó, anh chị chúng ta sẽ mở cho em một cái tab mới nha. Rồi anh chị gõ trong chữ KYC Sport. Ở đây nè, cái link này em sẽ để dưới phần mô tả cho quý cô bác anh chị mình. Chúng ta vào ha, anh chị nhấp vào cái link này. Rồi ở đây chúng ta sẽ đăng nhập vào theo cái thông tin và cái mật khẩu của chúng ta này kia ha. Đó, anh chị thấy nè. Rồi anh chị sẽ vào được cái link này để chúng ta KC này. Rồi chúng ta vào cái bài gạch ngang phía trên bên phải. Ở đây có cái mục là trang chủ, chúng ta vào ha. Đâu rồi?
Đó anh chị, chúng ta vào ba gạch ngang phía trên bên phải nè, chúng ta vào cái tài liệu KC nè. Ở đây anh chị sẽ thấy ha, thì ở đây chúng ta KC được, nó sẽ hiển thị như thế này đó. Còn trong trường hợp mà anh chị KC không thành công thì ở đây nó sẽ có cái mục nè là chưa được, anh chị nhấp vào dưới đây ha. Chúng ta xem coi hiện tại cái hồ sơ chúng ta đang nằm trong cái mục nào, đang chờ xử lý hay là chưa hoàn thành hay là chưa được xác nhận đó. Thì chúng ta xem cái nào thì chúng ta làm cái đó. Đang chờ xử lý là khi anh chị update hình ảnh lên, ở đây có chữ đang chờ xử lý, chúng ta chờ đợi. Rồi chưa hoàn thành tức là anh chị cần phải điền thêm cái gì ạ? Nếu mà có chữ chưa hoàn thành á, em nhớ không lầm á, là chúng ta phải thêm cái mặt trước căn cứ công dân nè, mặt sau căn cứ công dân và cái giấy mặt trước căn cứ công dân, cái tay chúng ta cầm á, chụp với cái gương mặt của chúng ta nha. Còn chưa được xác nhận á, là khi anh chị đã up cái hình ảnh lên xong rồi nhưng mà chưa được thì chúng ta vào cái hình cây viết phía bên trái này nè, chúng ta điền lại các cái trường thông tin, ví dụ cái mục là thông tin ngày hết hạn ID căn cước này kia đó, là chúng ta làm ha. Em có các video hướng dẫn với phần mô tả thì anh chị xem, thì chúng ta làm cho kỹ nha anh chị. KC này khoảng mấy ngày mới xong, tại vì khi chúng ta làm bước 1 xong chúng ta chờ khoảng 2 đến 3 ngày, có khi là cả tuần luôn, có khi là một vài tiếng là được, là mới làm được bước 2. Bước 2 xong thì chúng ta mới làm bước 3, nên là KC nó cũng tương đối là nó gồm gà, nó khó anh chị. Chúng ta kiên trì ha. Đó là về cái dự án Sira. Rồi bây giờ tiếp theo muốn chia sẻ cho chúng ta về cái dự án IC, em cũng đã chia sẻ rất là lâu rồi. Cái dự án này á, cũng có nhiều cô chú anh chị chúng ta đã bỏ, lý do là giai đoạn vừa rồi á, họ có những cái cách KC của họ nó rất là khác so với những dự án khác và nó rất là dài dòng. Ví dụ như hôm nay chúng ta KC rồi, tới ngày mai chúng ta đào nửa phiên cái họ cũng bắt chúng ta KC nữa. Rồi đó. Xong cái chúng ta hết phiên cái bắt đầu họ tiếp tục bắt chúng ta KC với gương mặt nữa. Thì hiện tại á, theo như em tìm hiểu được á, là dự án họ đã loại bỏ cái đó rồi anh chị. Tức là những ai KC thì sẽ được KC. Và khi mà anh chị KC có thể là KC thêm vài lần nữa là xong. Còn như em trước giờ KC lâu rồi, quét gương mặt xong rồi, thì bây giờ khi mà em hết nửa phiên hoặc là một phiên á, là em không có phải mà làm thường xuyên như hôm bữa nữa. Thì đó cũng là một cái cách mà họ tiếp thu ý kiến cộng đồng anh chị hen. Thì cái dự án này thì cũng sẽ thời gian tới sẽ bắt đầu chạy cái đồng IC nhờ trên cái mạng là ETH. Nên là những anh chị nào đạt điều kiện nè, chúng ta có cái đồng IC mà chúng ta chưa khóa này kia đó, thì chúng ta có thể là được trả theo hàng tuần. Theo như họ thông báo lúc trước là trả theo phần hàng tuần. Họ sẽ phân phối cho những cái người đó trước đến cái giai đoạn mainnet là tháng 10 năm 2024 luôn. Còn những anh chị nào mà đã khóa full 5 năm giống em, đâu rồi, anh chị vào 4 chấm tròn phía trên bên phải này, vào cái giữ và chụp khóa nè, thì chúng ta có thể thiết lập cái phần thưởng này trong thời gian tới nha anh chị. Nhưng mà khi anh chị thiết lập mới lại á, thì những cái phần thưởng hồi đó giờ chúng ta kiếm được sẽ bị xóa, tức là chúng ta trở về không đó, xuất phát từ hoạch ban đầu. Thì anh chị cân nhắc hen, cái này là quyền quyết định của mỗi người. Theo em thì lỡ khóa rồi thôi để luôn đi, tại vì anh chị mà chúng ta ngừng cái nữa là bây giờ tốc độ đào đã giảm rất là nhiều rồi. Cái thứ hai nữa, chúng ta solo thì chúng ta cũng không có nhiều, nên là chúng ta cứ để đi chị. Tới năm 2025 là uptrend này kia ha. Thì lúc đó thì chúng ta chờ đợi xem sao. Mà em nghĩ cái dự án này nó sẽ FOMO giai đoạn đầu, khi mà nó chạy nhờ trên cái mạng ETH nó sẽ bay cũng có thể là cao đó, nhưng mà nó bay xong nó sẽ xuống, nên chúng ta đừng bao giờ mua khi nó mới list sàn. Em nhớ không lầm là cái sàn Uniswap đó, nó sẽ list trên đó, trên cái mạng ETH luôn. Thì em chỉ khuyên chị chúng ta không nên mua khi nó list sàn nha, tại vì nó sẽ bơm cao, có khi chúng ta có thể là chúng ta sẽ bị không có về bờ được đó anh chị. Năm nay như vậy và em xin phép dừng video nha mọi người.